diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta cập nhật bản tin thời sự của quốc tế. Chúng ta đi từ bản tin 1. Và để các chú anh chị em chúng ta đã nghe tất cả âm thanh không bị trục trặc kỹ thuật rồi, để chúng mình vào những bản tin sôi động của ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên và người ta đánh giá rằng là tình hình ở tại Belarus của chú anh chị em cũng biết á. Belarus là một cái quốc gia bưng bô nghe, có thể nói là tránh quyền của ông Siasenko là một cái chánh quyền hiện bây giờ hoàn toàn phải nghe lời Putin. Và hiện bây giờ lực lượng quân đội của Belarus và Nga ở tại biên giới Ukraine nó đến một con số gần cả trăm ngàn binh sĩ. Và mấy ngày gần đây thì Belarus vẫn tiếp tục đe dọa Ukraine bằng những hình thức tập trận một cách rầm rộ. Thì Belarus ngày hôm nay á, đang có những hành vi đáng sợ, đặc biệt là Belarus từng tra rất là nhiều với sự tập trận quy mô lớn. Và tại Belarus trở thành một cái nơi cung cấp vũ khí cho Nga. Theo những nguồn tin đến từ Hoa Kỳ và của tình báo của Anh quốc thì Belarus bây giờ là trở thành một cái nơi vận chuyển vũ khí. Iran vận chuyển đến Belarus, Belarus vận chuyển cho Nga. Bắc Triều Tiên vận chuyển cho Belarus, Belarus vận chuyển cho Nga. Và Belarus trở thành một cái nơi lắp gáp máy bay không người lái và những quả tiễn. Tất nhiên, Belarus đều phủ nhận mấy điều này. Gần đây nhất thì người ta sợ rằng là Belarus sẽ lợi dụng thời cơ khi số lượng binh sĩ của Belarus khá đông và tấn công Ukraine trong những ngày kế tiếp. Chuyên gia họ muốn gửi một thông điệp đặc biệt là Ba Lan. Họ mới nói rằng là nếu Belarus tham chiến và cuộc chiến tranh ở tại Ukraine, đó là cái sự lựa chọn tự xét của Belarus. Cho tôi khẳng định một điều, tránh quyền ông Sersenko, nếu các ông lựa chọn tham chiến trong mặt trận chiến trường ở tại Ukraine. Thì đây là cái lựa chọn sai lầm và các ông đang tự sát. Vì sự biến cố ở tại Ukraine ngày hôm nay, Ukraine sẽ đáp trả mà có thể nhiều quốc gia khác sẽ tham chiến cùng Ukraine để đối phó với Belarus. Người ta không dám đối phó với Nga, nhưng đối với Belarus thì người ta dư sức. Và đặc biệt là Ba Lan, đây là cái thông điệp của Ba Lan thấy cái tình hình biên giới càng ngày càng khẩn cấp. Mấy ngày gần đây thì Ba Lan đã tranh thủ thời gian xây biên giới với Belarus tạo ra những biên giới chặt chẽ hơn để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nếu có xảy ra. Và Ba Lan làm những cái hành vi mà thấy rõ hơn cả luôn cái hòn cái khu vực à, uh, Leningrad của Nga, biên giới của Ba Lan cũng đang làm cực kỳ là chặt chẽ. Và Ba Lan gửi một thông điệp cho Belarus rằng hành vi của Belarus tham chiến là hành vi tự sát. Đối với Nguyên, á, cái lời công bố của Ba Lan là đúng. Vì với khí tài quân sự của Belarus, không có cửa để mà bước vào cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Và nếu Belarus vào, thì có thể Belarus sẽ bị tấn công bằng Ba Lan, Litva và nhiều quốc gia khác. Nó sẽ dẫn đến cái sự bế tắc của Belarus bị tấn công bằng ba hướng nó sẽ dẫn đến sự thất bại của chính quyền Tsankov và hoàn toàn Belarus sẽ bị nuốt trọn. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Belarus đang khá là quan trọng. Dưới cái tựa đề khá là hấp dẫn của chú anh xem cũng biết đó là cái tựa đề mà tổng thống Zelensky nói về vấn đề xôn đột vũ khí hạt nhân. thì mấy ngày gần đây người ta nói rất là nhiều. Vì từ lúc mà Bắc Triều Tiên bắn rồi giữa Nga và Ukraine càng leo thang với những cái buổi họp bí mật của tướng lãnh của Nga sử dụng vũ khí hạt nhân với những lời đe dọa của ông Medvedev hay là do chính miệng của Tổng thống Putin đe dọa chúng ta thì cái vấn đề vũ khí hạt nhân đã trở thành một cái tâm điểm mà cả thế giới họ bận tâm thì Tổng thống Zelensky có trả lời chúng ta biết cái, cái nhìn của ổng về cái vấn đề này như thế nào khi ông biết là cả thế giới ai cũng lo lắng hết thì tổng thống zelensky nói sau đây về vấn đề đe dọa hạt nhân nó có chứ không phải nó không có nó có thật về cái vấn đề mà xôn đột vũ khí hạt nhân giữa ukraine và nga nó sẽ có xảy ra có thể đó nhưng cái cơ hội thảy xảy ra nó rất là mỏng manh nó rất là nhỏ cho tôi khuyên tất cả tất cả mọi người không nên quá bận tâm chắc là tổng thống zelensky thấy nguyên sợ quá hay gì đó ông mới nói là cho tôi khuyên tất cả những nhà chuyên gia những nhà tránh trị gia trên thế giới không nên quá bận tâm về cái vấn đề này tuy rằng nó có sự nguy hiểm đó nhưng sự cơ hội xảy ra nó rất là nhỏ và riêng biệt về chúng tôi thực tế chúng tôi không sợ dù Nga có đe dọa vũ khí hạt nhân dân tộc ukraine chúng tôi vẫn không cúi đầu chúng tôi không sợ điều này Chúng tôi dù bất cứ chuyện gì đi nữa Chúng tôi sẽ đánh lùi kẻ địch Và lấy lại quyền lãnh thổ của đất nước của mình Đây là lời phát biểu của Tổng thống Zelensky Có một phần an ủi để cho chúng ta biết rằng là Chính bản thân của đất nước Ukraine Là một cái quốc gia đang bị đe dọa mà họ không bao giờ sợ hãi và họ sẽ sẵn sàng đối đầu với Nga dù bất cứ chuyện gì xảy ra Dù Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân đi nữa Họ cũng sẽ không lùi bước đây là một cái sự việc mà nó nói chúng ta biết rõ là trong một cái bối cảnh trên thế giới người ta đang hoang mang và người ta sợ hãi có nhiều quốc gia họ sợ rằng là nếu ukraine bị tấn công là ukraine sẽ thất thủ thì bây giờ họ duyện chờ ukraine làm gì nữa cái điều mà tổng thống zelensky muốn khẳng định là dù bất cứ chuyện gì vũ khí hạt nhân hay không thì chúng tôi vẫn mãi mãi không đầu hàng và chúng tôi tiếp tục chiến đấu và chiến đấu khi nào binh sĩ của nga không còn trong lãnh thổ của chúng tôi nữa mà thôi đây là một sự cam kết và một sự khẳng định cho cả thế giới thấy lập trường của đất nước ukraine như thế nào đó là bản tin liên quan đến vấn đề lập trường của đất nước ukraine và bây giờ một bản tin khá là thú vị đây về cái vấn đề hợp đồng ngũ cốc ngày hôm nay nga đưa ra một tối hậu thư cho ukraine putin nói rằng là tuy rằng tôi đã cam kết là quay trở lại cái hợp đồng ngũ cốc nhưng tôi có thể ngừng bất cứ lúc nào nếu ukraine tiếp tục sai phạm lợi dụng cái con đường tự do hàng hải mà tấn công chúng tôi thì chúng tôi sẽ ngừng bất cứ lúc nào cái vấn đề hợp đồng ngũ cốc nên đừng có tưởng rằng tôi đã nếu chúng tôi ký là chúng tôi sẽ giữ nguyên cái lập trường không ukraine phải cam kết với chúng tôi rằng là ukraine không tấn công chúng tôi thì hợp đồng ngũ cốc nó mới có hữu hiệu còn nếu tiếp tục tấn công chúng tôi Thì cái hợp đồng ngũ cốc nó vô hiệu Ông mà kỳ với cô chú anh chị em Ông Putin này ông chơi kỳ lắm Có nghĩa là ông bắn người ta được Mà không cho người ta bắn ông Ông dùng quả tiễn của ông Ông bắn từ biển đen vô đất nước Ukraine được Ông bắn người ta cha mẹ những không ga luôn mấy ngày gần đây Ông bán một ngày 55 cái quả tiễn Có ngày 80 cái quả tiễn Có một cái ngày ba mươi mấy quả tiễn Ông bắn vào hạ tầng của người ta mấy ngày gần đây Nó tơi tả hết thì không sao cả Ông chỉ có hai khu trục hạm của ông bị tổn thức Ông nhảy đông đỏng lên Rồi ông nói bây giờ đó cái Ông cả cam kết quay trở lại Theo cái lời hứa hẹn với Liên Hiệp Quốc Và với phía bên ông Thổ Nhĩ Kỳ Ông sẽ cam kết lại nhưng có một cái lý do là ukraine phải tôn trọng không tấn công về biển đen của ổng nữa và cho rằng ukraine lợi dụng cái đường tự do hàng hải và tấn công có liên quan gì cái, cái đường tự do hàng hải là cái đường quốc tế dù không có hay không nó vẫn là cái đường quốc tế ổng thì lợi dụng cái bờ biển ổng tấn công vào người ta được bây giờ thì ổng bị tổn thất nặng nề thì ổng không cho người ta tấn công nếu người ta tấn công thì ổng không hợp đồng nữa ổng xóa ngay lập tức cái hợp đồng ngũ cốc nó ngộ với cô chú anh chị em đánh người ta được mà không cho người ta đánh lại cái điều này á là chúng ta nhìn thấy rõ được cái nhiều khi ông putin ổng giống như cơ ổng, chơi mà kêu chơi cha người ta đó chơi cha người ta và lợi dụng thời cơ khi thế giới đang cần lương thực và bắt đầu quy hiếp Khanh nếu Khanh tấn công ổng bờ biển đen thì ổng ngừng ngũ cốc thì đổ lỗi cho Khanh thế giới bị đói thế giới bị cái kia là do Khanh do ukraine chứ không phải chúng tôi chúng tôi là vô tội Nga là vô tội Nga là vô số tội chưa tính đó mà bây giờ ông đưa cái tối hậu thư để trước khi ông ký cái hợp đồng ông ép ukraine phải cam kết với ông ông phải ép ukraine phải cam kết với ông về cái vấn đề tấn công ở vấn đề ở tại biển đen hiện bây giờ ông có 7 cái khu trục hạm đang hỗ trợ cho kẹt sinh ông sợ bị bắn chúng Ông có 7 khu trục hạm đang hỗ trợ cho rút binh ở miền Nam kẹt sân. Nguyên mới vừa cập nhật cách đây một tiếng đồng hồ đó, ổng sợ bị bắn trúng. Bây giờ ổng đưa cái tối hậu thu là đừng có đụng, đừng có đụng tao. Đụng tao là tao không ký. À chơi gì thì chơi dưới dế. À, Putin nên là chơi dừng chơi dưới khỉ đi chứ. Ở dưới người không ai chỉ kiểu này cả. Đó là bản tin liên quan đến uh, vấn đề mà Putin uh, uh, đưa ra tối hậu thư cho Ukraine của ngày hôm nay ngoài ra thì Putin còn làm một chuyện táo bạo hơn nữa là triệu hồi lãnh sự quán của Anh Quốc lên mà khiển trách Putin cáo buộc rằng là cái sự tấn công thành công vừa qua của Ukraine vào hạm đội à, của Nga ở tại đảo Crimea căn cứ quân sự ở đảo Crimea và tổn thất khá là nặng nề và cái sự tấn công thành công của Ukraine là do sự sắp đặt chỉ dẫn và chiến lược À, tình báo của Anh quốc đã cung cấp Và Anh quốc đã gián tiếp Hay là trực tiếp hỗ trợ cho Ukraine Được thành quả cái tấn công Của ngày hôm qua Trong mấy ngày vừa qua Và họ cáo buộc Anh quốc Nên là họ đã chiêu lãnh sự quán của Anh quốc lên Mà chỉ trích và nói Thì, thì cô chú anh chị em Nghĩ như thế nào à, Mỗi lần mà Nga thất bại Thì Nga đổ lỗi Cái sự thất bại của tôi Không phải là Ukraine mạnh là bởi vì anh quốc sự thất bại của tôi không phải là chúng tôi dở là bởi vì quá kỳ vì cái sự tổn thất vừa qua ở tại biển đen nó rất là nặng trong đó nó có hai khu trục hạm đã tổn thất nặng nề mà nguyên đã từng tâm tình ở một khu một khu trục hạm như thế nó có giá tới mấy trăm triệu có nhiều khu là hai ba trăm triệu tùy theo cái kích cỡ khác nhau và nó có hai khu trục hạm nó không thể hoạt động được và đã làm cho Putin mất mát rất là nhiều Nên là Putin đã nổi cơn điên thịnh nộ vượt qua mà đã đáp trả bằng quả tiễn Và ông ta còn nói một câu rằng là Đừng có nghĩ là chúng tôi bắn quả tiễn bao nhiêu đó là đủ Chúng tôi còn có thể dùng những vũ khí khác nữa kìa Là ông ta muốn nêu lên vũ khí hạt nhân đó thì cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là hiện bây giờ trong cái mặt trận chiến trường khi Putin bị tấn công và bị thất thủ Khi cái hệ thống bảo vệ của đất nước Nga nó cùi bắp vì dù là chiếc tàu hay là bất cứ một cái vũ khí gì cũng vậy khi nó đến gần là anh phải báo cáo cái này nó không báo cáo gì cả làm cho những cái máy những cái là những cái um, chiếc tàu không người lái của Ukraine nó thành công một cách mỹ mãn đâm vào những cái khu trục hạm của của nga và bây giờ thì ông đổ lỗi tất cả đây là cái chiến lược của Anh Quốc chứ không phải là của Ukraine cuộc chiến tranh này là Ukraine là chẳng là cái gì cả, chỉ là một con rối. Tất cả sự chỉ huy là do Anh quốc và Hoa Kỳ. Và cuộc chiến tranh này, Putin đang biến nó thành một cuộc chiến tranh là do giữa Nga và Hoa Kỳ và Anh quốc, chứ chẳng phải là Ukraine. Nên là vượt qua, cô chú anh chị em cũng biết đó là cái cạm bẫy mà ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao á, ông đặt ra đó là ông ngồi lại đàm phán hòa bình với Mỹ, chứ không phải dưới Ukraine. Và họ cho rằng là hiện bây giờ Ukraine không có chủ quyền Đất nước Ukraine chỉ là một con rối do phương Tây, do Mỹ dựng lên Và có nhiều người vẫn cho rằng là Mỹ có thể tác động với Ukraine gần đây ở tại Mỹ Thì có nhiều ông dân biểu và thượng nghị sĩ ở Mỹ, đặc biệt là đảng Dân Chủ Họ nói rằng là Mỹ là cái quốc gia hỗ trợ cho Ukraine nhiều nhất Bây giờ chúng ta hay nên ép Zelensky ngồi lại đàm phán và hòa bình châu nguyên cảm ơn mạnh thường quân mới vừa hỗ trợ cho chương trình và kêu rằng là chúng ta có quyền vì chúng ta hỗ trợ cho ukraine nhiều và nếu không chúng ta không cung cấp cho ukraine nữa thì các quý vị biết là tổng thống zelensky ông nói cái gì không xin lỗi các quý vị giúp đỡ chúng tôi chúng tôi biết cảm ơn chúng tôi vô cùng biết cảm ơn cái sự giúp đỡ của các quý vị vì chúng tôi đang cần nhưng các quý vị ép chúng tôi làm những cái gì mà chúng tôi không muốn xin lỗi chúng tôi mãi mãi không làm vì vấn đề ép chúng tôi ngồi trở lại đàm phán với Nga Đặc biệt là nhường lãnh thổ cho Nga Thì cái điều này không cần gì phải nói Chúng tôi vẫn giữ nguyên cái lập trường của mình Là đánh lùi kẻ địch rời khỏi lãnh thổ của mình Rời khỏi lãnh thổ của mình Không để cho kẻ địch Ở trong lãnh thổ của mình Các quý vị duyện trợ hay không duyện trợ Là quyền của các quý vị Nhưng cho tôi nhắc Chúng tôi không phải chỉ bảo vệ đất nước của mình Chúng tôi đang bảo vệ cái nguồn tự do Chúng tôi đang ngăn chặn sự xâm lược và bành trướng của đảng độc tài Chúng tôi đang bảo vệ cái an ninh trật tự cả thế giới Chứ không riêng biệt của quốc gia Các quý vị giúp đỡ thì chúng tôi cảm ơn Không thì chúng tôi sẽ làm theo những biện pháp của mình Dù không có ai giúp đỡ chúng tôi cũng đối kháng với Nga Giây phút túi cuối cùng đó là cái câu trả lời của Tổng thống Zelensky sau khi sự áp lực của nhiều người ép Tổng thống Zelensky ngồi trở lại đàm phán dưới Putin. Khi Tổng thống Zelensky nói rằng là giai đoạn này không phải là giai đoạn đàm phán. Vì thực tế Putin không muốn đàm phán. Các quý vị đừng có nghe những gì Putin nói. Không có cái quốc gia nào muốn đàm phán mà tấn công vào chúng tôi 85 quả tiễn vừa qua. Cách đây vài ngày tấn công chúng tôi 40 mấy quả tiễn. Ngày hôm nay tấn công ba mươi mấy quả tiễn cả. Và không có ai đàm phán mà gửi binh sĩ hàng trăm ngàn tân binh thêm vào trong mặt trận cả. Chúng tôi không có bị dụ. Các quý vị đừng có nhìn cứ đừng có nhìn bề ngoài những gì Putin nói. Hãy nhìn trong thực tế Putin đã làm cái gì. Và cái điều mà kêu đàm phán với Putin bây giờ không phải lúc. Sẽ có lúc chúng tôi đàm phán. Nhưng khi lúc đó Putin đã thất bại. Đó là lời đáp trả của Tổng thống Zelensky sau khi bị áp lực bị nhiều dân biểu thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã lên án về kêu là vấn đề Duyện trợ quá nhiều Hoa Kỳ chuyện trợ quá nhiều Tốn kém kinh phí của đất nước Hoa Kỳ quá nhiều Và muốn ép lại tìm một biện pháp đàm phán Trên bàn đàm phán Cá nhân của Nguyên thì hiện bây giờ không có đàm phán gì cả Vì hiện bây giờ chưa phải là cái giai đoạn Hiện bây giờ chưa có ngã ngủ Không có bên nào chịu thua hết Đàm phán bây giờ nó cũng không giải quyết được vấn đề Vì bên nào cũng không biết chịu nhượng bộ khi chúng ta đàm phán là trong một hai trong hai bên có một bên đã thất thủ và cuộc đàm phán nó dễ xảy ra hơn và cái còn còn bây giờ thì hai bên không có bên nào chịu ngồi xuống hết bây giờ gặp nhau là chỉ có đánh lộn thôi <laughs> sắp sửa gặp nhau ở tại Indonesia sắp sửa sắp sửa sắp sửa của chú và anh chị em đó là bản tin của Ukraine cho nguyên cảm ơn mạnh thường quân rất là nhiều đó là bản tin Ukraine Khan của ngày hôm nay Và bây giờ thì cho Nguyên tạm thời không đưa bản tin của Ukraine Khan nữa Chúng ta bước qua bản tin của Hoa Kỳ Ngày hôm nay chúng ta là ngày 30, ngày 3 tây tháng 11 rồi cô chú anh chị em Cho Nguyên hỏi là các quý vị nào ở Hoa Kỳ có ai đi bỏ phiếu chưa nè Các quý vị nào có đi làm trách nhiệm của cử tri chưa Bổn phận trách nhiệm thiên liêng của cử tri là bỏ phiếu chưa Các quý vị nào bỏ phiếu rồi cho Nguyên số 1 hay là chưa đi thì khỏi cần nói mà nếu các vị nào đi bỏ phiếu rồi đi bỏ sớm thì trung nguyên biết số 1 là các vị đã làm trách nhiệm thiêng liêng cử tri của mình Và bây giờ Nguyên cập nhật các bản tin lời phát biểu của Tổng thống Joe Biden mà làm cho Nguyên lo lắng. Làm Trung Nguyên lo lắng. Tình hình hơi bị căng ở tại Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden có một lời phát biểu sau đây là đất nước Mỹ có, có thể xảy ra biến cố sau cái kết quả bỏ phiếu nửa nhiệm kỳ. Và Tổng thống Joe Biden cáo buộc rằng đảng Cộng hòa sẽ không chấp nhận sự thất bại vì họ lúc nào cũng cho họ đang chiến thắng. Và cái bi kịch của ngày 6 tháng 1 vừa qua nó đã xảy ra, ông ta không muốn lập nữa và ông ta sợ nó sẽ có lập ra. Vì trong đầu của Tổng thống Joe Biden là đảng Dân Chủ sẽ thắng Và khi cái công bố đảng Dân Chủ thắng, đảng Cộng Hòa sẽ không thừa nhận Đặc biệt là cái lời mà Tổng thống Joe Biden nói rất là mạnh Là cái nền tự do Dân Chủ của đất nước Mỹ sẽ bị tiêu hủy với đảng Cộng Hòa Vì sự cố chấp của đảng Cộng Hòa không chấp nhận sự thất bại trong sự bầu cử Wow, cái này làm Trung Nguyên phân vân quá Cái này, cô chú anh chị em biết là cái gì không? Là cái chiêu đánh phủ đầu hình như là cảm giác là ông tổng thống Joe Biden ông biết cái kết quả trước hay gì đó cái chiêu này là cái chiêu mà nguyên đất bắt đầu là nguyên hơi bị sợ rồi đó vì theo những khảo sát vừa qua chúng ta theo dõi đặc biệt là mấy tháng gần đây thì ai cũng cho rằng đảng cộng hòa sẽ là người chiến thắng ở dưới hạ viện cả à, và có thể lấy luôn cả thượng viện mà hiện bây giờ thì tổng thống Joe Biden ông nói là tôi sợ là đảng cộng hòa không chấp nhận sự thất bại và họ sẽ nổi loạn khi cái công bố kích thức, chính thức là đảng Dân Chủ đã thắng Tình hình khá là nguy kịch Nguyên không biết cái kịch, kịch bản của năm 2020 Nó sẽ trở lại trong cái giai đoạn này hay không Nhưng mà Nguyên thấy cái lời phát biểu của Tổng thống Joe Biden Của ngày hôm nay là Nguyên hơi bị sợ đó à, Nguyên hơi bị sợ các cô chú và anh chị em à, Nguyên hơi bị sợ đó Cái lời phát biểu của Tổng thống Joe Biden Của ngày hôm nay là Nguyên hơi bị sợ vì cái điều này thì nó làm cho Nguyên rất là phân vân Vì bỏ phiếu không ai biết thắng bại là Vì chưa có đến vô bỏ phiếu Nhưng mà lý do nào mà Tổng thống Joe Biden Ông nói điều này Tất nhiên có thể là ông đang Bôi nhọ danh dự của đảng Cộng Hòa Ông có thể như thế Trong cái giai đoạn mà bầu cử sắp sửa kết thúc Nhưng ông nêu lên cái vấn đề này Làm cho Nguyên đặt nhiều câu nghi vấn trong đầu Thứ nhất Tại sao ông khẳng định là ông sẽ thắng? đó là một việc khi lúc đó bỏ phiếu chưa kết thúc. Thứ hai, sao ổng chắc chắn là Đảng Cộng hòa không chấp nhận. Cái điều này nó làm nhiều đặt lên nhiều nghi vấn mà tổng thống Joe Biden ổng lại phát biểu trong cái buổi meeting của ổng như thế này thì làm cho nguyên đặt một nhiều nghi vấn lắm. Tình hình khá là nguy hiểm. Tuy rằng người ta có kinh nghiệm bỏ phiếu vừa qua, người ta cũng học được nhiều bài học năm 2020 nhiều sự sai trái và người ta cũng khá là thận trọng rồi đó nhưng mà mình đâu có biết được chuyện gì xảy ra ở tại Hoa Kỳ ở tại Hoa Kỳ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết ờ. ở tại Hoa Kỳ thì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra cả và tình hình cẩn thận các cô chú và anh chị em trong nguyên khuyên các vị nào đi bỏ phiếu là nhớ đi chụp hình lại mình phải những cái gì đó nhớ lấy cái telephone chụp lại mình bỏ phiếu cho ai cho người nào à, mình phải nhớ chụp hình lại lấy một cái đó là một cái bằng chứng cụ thể sau này mình kiểm tra lại Sau này mình bỏ phiếu xong rồi Mình có thể kiểm tra lại Là cái lá phiếu đó nó có đúng giống như mình bỏ hay không à, Để nó xác định thêm một lần chắc cứu Và các quý vị hãy nhớ lên làm việc đó Các quý vị hãy nhớ lên làm việc đó Vì nhiều khi mình cứ bỏ Cứ bỏ rồi ra cái báo cáo rồi Mình cũng không để ý Mình không biết là như thế nào Các quý vị hãy nhớ lưu ý cái điều đó Dù đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa Thì các quý vị cũng nên làm cũng nên làm vì cái điều đó chúng ta mới biết được là cái hệ thống máy nó có chính xác hay không à, cái niềm tin của chúng ta có hay không thì mình cứ nên làm còn có vấn đề gì thì nguyên không biết được vì nó thật sự các vị nguyên không phải là cử tri ở mỹ và Nguyên cũng không có trong đảng phái nào của Mỹ cả. À, nguyên chỉ là đưa thông tin và theo cái bài bình luận và sự hiểu biết của mình về chính trị của Mỹ. Vì mình làm cái chương trình chính trị của Mỹ cũng là một thời gian khá dài. Thì mình cũng nắm rõ được tất cả những chi tiết lặt vặt. Nên đó là cái lời khuyên của nguyên Nếu các quý vị nào chưa đi bỏ phiếu, đi bỏ phiếu nhớ chụp hình lại tất cả tỷ mỹ những cái mình bầu cử cho ông dân biểu nào, ông thượng nghị sĩ nào à, thì các quý vị nhớ chụp lại rõ hết để lấy làm bằng chứng cụ thể sau này mình kiểm chứng là sao. Đó là bản tin nho nhỏ của Hoa Kỳ thì các quý vị cũng biết là vài ngày nữa thì tổng thống Joe Biden sẽ có chuyến đi à, à, chuyến đi Á châu à, cô chú anh chị em ở trong cái lịch trình chuyến đi Á Châu của ông ta ông ta sẽ ghé qua, bên Ai Cập ông ta cặp cặp cập vài cái sau ông ta sẽ ghé qua bên Campuchia <laughs> rồi ông ta mới đi Indonesia à, Indonesia có nghĩa là ông ta sẽ đi một cái tổng cộng là ông ta sẽ đi ba quốc gia để đến cái buổi họp G20 vào tháng 11 và đó là cái lịch trình của Tổng thống Joe Biden Và hiện bây giờ thì người ta đặt một câu hỏi là Joe Biden có sẵn sàng đối đầu với Putin chưa? Vì đối đầu với Putin khá là bị áp lực chứ không phải là đơn giản Sẵn sàng mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau Và nói về vấn đề Ukraine Vì cái buổi họp G20 Phần lớn là họ nói về vấn đề Ukraine Và đặc biệt là cái buổi họp G20 Nếu không có bị trục chặt gì hết Thì có sẽ có hiện diện của Putin Của Tập Cẳng Bình của tổng thống joe biden của macron của zelensky và nhiều người khác nếu không bị trục chặt vấn đề gì cả và cái buổi họp này thì cứ nói đi nói lại phần lớn là nói về kinh tế toàn cầu và vấn đề của ukraine vì nó là một cái liên quan và quan trọng là tổng thống joe biden sẵn sàng tâm lý để đối kháng hay không thì cái câu hỏi là người ta thường đặt cho tổng thống joe biden thì ông có nói một câu là ông không có hứng thú không hứng thú gặp putin <laughs> không có hứng thú mặt đối mặt với Putin không hứng thú trừ khi Putin ông, ông 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 nhấn mạnh một câu là trừ khi Putin đưa ra thành ý. cầu ghê chưa. Tổng thống Joe Biden nhà ta bây giờ chảnh lắm. Trừ khi Putin đưa ra thành ý thì quả mai, quả mai tôi mới xem xét và tôi có thể nói chuyện trực tiếp. Còn nếu không thì thôi. À, nếu không thì thôi. À, à, bây giờ tổng thống Joe Biden nhà ta là phải đưa ra thành ý mới được, đưa ra thành ý mới được. Đó là lời phát biểu của tổng thống Joe Biden <laughs> về vấn đề cái chuyến đi ở tại Indonesia trong những ngày kế tiếp. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật những bản tin lật giặc đó đây, chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Các quý vị cũng biết là cái thảm họa vượt qua cái lễ ma, cái lễ Halloween á ở tại uh, Nam Hàn á. Và cái sự giẫm đạp, chen chúc giẫm đạp không mà chết 100 một trăm năm mươi mấy người đó thì tôi không biết mấy ngày đó nó chuyện gì xảy ra đó thì ở tại ấn độ nó cũng có một câu chuyện tương tự như vậy nguyên nó con người sống có số của chú anh chị em giày dép cũng có số con người có số tới cái số chết là cái số chết hay gì đó ở tại ấn độ một cái cầu dây thì cái cầu dây này đó thì người ta đi bình thường đi ngay chăng cũng ngày lễ hội của phía bên ấn độ thì mấy ông Ấn Độ đó đi á, thì đi quá nhiều người trên cái cầu dây cầu dây mà nếu là biết đó rồi còn chơi giỡn nữa tuổi trẻ đó thanh niên á lắc qua lắc lại để đe dọa du khách đe dọa người ta đi qua đi lại rồi nó nghe cái bực một cái một trăm năm một trăm ba mươi mấy người cũng đi bán muối cũng đi bán muối trong cái giai đoạn đó cái ngày lễ này nó thiệt nó sẽ cảm giác là trong những gần mấy ngày này nó có chuyện gì xảy ra một cái chết nó vô duyên vô cùng tận và cũng nói cho tất cả chúng ta hãy thận trọng à, về những hành vi của mình những hành vi thiếu ý thức nó đã dẫn đến cái thảm họa chết một trăm ba mươi mấy người đi thì đi đi đứng ở trên cây cầu bấm telephone rồi lắc qua lắc lại lắc tới lắc lui cái cầu dây rồi nó đứt một cái đi bán muối hết một trăm ba mươi mấy người Ngày hôm nay thì ông thủ tướng uh, Ông mới đi Ông đi tới nơi thủ tướng của Ấn Độ Ông đã đến nơi Hiện bây giờ tình trạng cái vấn đề cây cầu nó bị đứt Chết 136 người hay 35 người gì đó Hiện bây giờ 9 người đã bị bắt Trong đó có những người bán vé nè Những người cảnh sát nè Giữ trật tự nè Vì thiếu ý thức Sự yếu ý thức đó làm dẫn đến cái thảm họa Mà cây cầu dây nó bị đứt Và nó đã có chiếu lên đoạn video Cái cầu dây nó bị đứt Thứ nhất là do quá đông người. Quá đông người thứ hai là lúc lắc cái cầu dây, nó làm dẫn đến cái đường dây nó bị đứt. Thì có thể nói là những cái ngày đó của chú anh chị em là cái ngày là kêu là ma quỷ nó, hay gì hết trơn, chết một cách vô lý. Hai quốc gia xảy ra một cái thảm họa chết một trăm mấy người. Một cách vô cùng vô lý ở tại khu vực đó. Ở tại Nam Hàn thì vấn đề chỉ có đi đi lễ chơi rồi dẫm đạp thôi lễ chơi giảm đạp mà cũng chết hết 150 mấy người. Còn cái này lên cái cầu lúc lắc lúc lắc gớt một cái chết hết 130 mấy người. Đó là những sự việc đau lòng à, và những cái sự việc thiếu ý thức tất cả đây là điều xảy ra thiếu ý thức của con người cả. Ở tại Nam Hàn cũng vậy, cái số lượng quá đông mà đặc biệt hơn nữa là người ta đang bắt cảnh sát Và cảnh sát đang chịu trách nhiệm. Vì có rất là nhiều người điện thoại cho cảnh sát nói về cái tình hình nó bất ổn vì nó quá đông người và nó có thể xảy ra những sự việc mà không ai lợi giải quyết vấn đề cả. Nhiều cuộc điện thoại đã điện thoại lên sở cảnh sát ở tại Nam Hàn và kêu gọi là tình hình khá là nguy hiểm. Vì cái số lượng quá đông người và chen đúc như thế này nó sẽ xảy ra nhiều sự việc. Nhưng mà hình như là cảnh sát của Nam Hàn họ làm ngơ. Họ làm ngơ. Họ làm ngơ của chú anh chị em. Đó là những chuyện không may xảy ra trên thế giới đó chỉ là những tai nạn nó đã xảy ra những biến cố bất ngờ và làm những cái thảm họa và chúng ta học cần kinh nghiệm. Đặc biệt là các vị cũng biết là Việt Nam mà, Việt Nam vui lắm. Ở Việt Nam mấy cây cầu mới vừa xây đó. <laughs> Đặc biệt là mấy cầu ở Cần Thơ của chú anh chị em, cái đầu mấy cặp tình nhân đó, móc lên chìa khóa đó. Móc lên chìa khóa đó, chìa khóa tình yêu đó nó móc chìa khóa tính mức độ mà người ta chịu không nổi người ta sợ sập cầu đó, cái cầu mới vừa xây đi không bao lâu nó móc nó móc chìa khóa không mà sắp sập cầu, người ta phải gỡ khẩn cấp, cũng là những hành vi thiếu ý thức như vậy đó, tự ên cái cầu gì đó, tự ên là khóa tình yêu là mua mua chìa khóa vô là móc vô cái cầu, móc vô cái cầu, móc cái cầu mà xém chút xíu cây cầu ở Cần Thơ mà nó sập luôn cô chú và anh chị em, cái cầu đi bộ ở Cần Thơ đó có nhiều câu chuyện do sự hành vi sai trái của con người nó dẫn đến cái tai nạn khủng khiếp đó là bản tin nho nhỏ của thế giới và bây giờ thì cho chúng ta bước qua bản tin của Việt Nam đi nè bản tin của Việt Nam thủ tướng Phạm Minh Chính sắp sửa đi qua bên Campuchia ông Salan Bonte, Bon tế kể này ban giao giữa Việt Nam và Campuchia khá là khứng khích. cách đây không lâu thì Tướng lãnh Campuchia qua bên Việt Nam, xong rồi uh, bộ trưởng bộ uh, ngoại giao, rồi uh, quốc hội của Campuchia qua bên Việt Nam. Uh, cỡ này rồi Việt Nam qua bên Campuchia, cỡ này cảm giác là giữa Việt Nam và Campuchia khá là gần gũi. Thì Nguyên không biết là theo cái lịch trình là Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ ghé thăm Campuchia uh, trong những ngày kế tiếp trong thời gian gần đây đó là sự bàn giao khuấn khích giữa Việt Nam và Campuchia bữa nào để Nguyên bình luận cái này sâu hơn một chút xíu à, sau cái chuyến đi ở tại phía bên tàu cộng thì lại ghé ghé thăm Campuchia không biết tàu cộng có có lời gì truyền đạt từ miệng Việt Nam đến Campuchia hay không thì mình không rõ nhưng mà sau chuyến đi thì lại đi qua bên Campuchia để bữa nào Nguyên sẽ tâm tình sâu hơn Bữa nay có vài bản tin khác Nguyên cho là những bản tin quan trọng Mà Nguyên sẽ tâm tình nhiều hơn Bản tin thứ hai đó là vấn đề của cô Hằng ở tại Việt Nam Các cô chú anh chị em cũng biết đó, Bây giờ là bộ công an đã xong xuôi Không còn điều tra nữa Bây giờ cô hàng không phải còn điều tra gần một năm rồi nha Cô Hằng đã bị giam gần 9 tháng vừa qua 9, 10 tháng gì đó rồi Thời gian qua quá mau Nguyên cũng không nắm rõ Chắc là 9 tháng 9 tháng thì hiện bây giờ Bộ Công an đã không còn điều tra nữa Mà chính thức khởi tố cô Hằng à, Về cái tội mà chúng ta đều biết là cái tội nhiều chuyện <laughs> à, Thì phía bên Công an thì họ không nói cái tội nhiều chuyện Họ nói là cái tội phỉ bán Bôi nhọ danh dự của người này và của người kia Còn nguyên là thấy cái tội nhiều chuyện thôi chứ không tội gì hết à, Cô Hằng bây giờ Bộ Công an chính thức khởi tố cô Hằng là cái tội nhiều chuyện À, có nghĩa là đầu tiên là 9 tháng vừa qua là chỉ có nhốt đi điều tra thôi, à, mà bây giờ là không còn điều tra nữa là khởi tố tội phạm chính thức và sẽ đưa lên chính thức ra tòa án và sẽ bao nhiêu bao nhiêu năm tù trong những ngày kế tiếp và cái tội là cái tội nhiều chuyện đó nhiều chuyện chuyện của từ thiện, à, chuyện của ca sĩ, à, chuyện của mấy ông thầy chùa. À, chuyện bà nhà báo đó, à, chuyện uh, chủ tịch uh, Sài Gòn, chuyện của bác trọng, nói vô là nhiều chuyện là gì đó. À, <laughs> vì cái tội nhiều chuyện đã dẫn đến 9 tháng tù vừa qua nhưng bây giờ bước sang kết thúc các vị có biết là trong thời gian vừa qua đó, à, trong thời gian vừa qua đó thì con trai nè rồi gia đình nè đã muốn làm tại ngoại hậu cha mà có cho đâu người ta nộp bao nhiêu tiền cũng không cho không tại ngoại hậu cha nhốt người ta luôn đó bây giờ cái tội nhiều chuyện bây giờ ở việt nam bây giờ nó khá bị nặng ở việt nam bây giờ đặc biệt là những người có tiền thì bị nặng lắm những người không có tiền thì bị nhẹ nhẹ thôi à ha, mấy người có tiền là bây giờ cái tội nhiều chuyện là cái tội nặng lắm nên là thực tế là cô hàng chỉ có tội nhiều chuyện thôi chuyện nào cô cũng, cũng nói được hết á cổ không có thai ai hết ai mà đụng cổ là cô đụng lại thôi à, cổ là dân cổ chịu chơi mà ai đụng cổ là, là cổ đụng lại thôi cổ nói mà mình im thì thôi thôi mà cổ nói mà ai nói lại là cổ nói tứ tăng lâm thôi nên bây giờ cái hoàn cảnh của cô hằng thì chắc là bi đát cũng là bưng bô đi theo bác đó đi theo bác cái đường bắt đi là cái đường bi đát đấy cái lúc nào cũng bắt hồ bắt hồ đấy à, cái đường bắt đi là cái đường đi bi đát thì thấy cô hằng cũng khá là bi đát cái điều mà nguyên nhắc cô hằng là bởi vì nguyên tội cho cô hằng lớn nhất vì từ đó tới giờ nguyên chưa thấy có ai mà nịnh báo cộng sản đặc biệt là báo công an hết cô hằng nó từ một câu ôi rồi ôi mấy cái báo chí đó là mấy cái báo chí bẩn mấy cái báo chí là mấy cái báo chí bẩn chỉ có báo công an là báo tốt thôi <laughs> chỉ có công an là tốt thôi và cũng bởi vì công an tốt quá nó nhốt cậu hết chín tháng và sắp sửa không biết cái tòa án nó sẽ xử như thế nào và cổ có sẽ kết thúc như thế nào thì chưa có biết kết thúc như thế nào thì chưa có biết tội cho cô hàng quá ở như cô hàng ở tại nước ngoài thì không có tội gì hết giống như cái tội của cô hàng ở nước ngoài thì không có tội chỉ có bị người ta thưa thì bị bồi thường thôi bồi thường danh dự chỉ vậy thôi vì cổ đâu có làm gì người ta đâu cổ đâu có làm người ta đâu bồi thường danh dự À, cô chú anh chị em thí dụ người ta ai, ai hù nguyên cái mình làm ơ tôi sợ quá tôi sợ quá tôi đứng tôi tôi phải cần uh, khám xét thêm người ta trả tiền cho mình để cho mình uh, đi khám bệnh thí dụ gì ờ nhục mạ tôi danh dự tôi có giá trị lắm thì trả tiền thôi chứ nó không có bị tù đài vì cái này nó không có ảnh hưởng đến người khác nhưng mà tại việt nam thì tội này nhiều chuyện là tội nặng lắm tội nặng lắm cái may mắn cho cô hằng là cổ chưa có đụng chánh phủ cổ chỉ có đụng những người có quyền chức trong chánh phủ mà thôi à thí dụ là cái vấn đề của ông ông chủ tịch sài gòn nè cổ dùng cái câu là vô ơn tôi giúp đỡ cho ông quá nhiều mà sao ông đối xử với vợ chồng chúng tôi như vậy đó à, cổ chỉ có đụng những người có chức là không đụng chánh phủ của không đụng chánh phủ của không nói gì chánh trị À, cổ sức là bưng bô bắt trọng bắt trọng là vĩ đại bắt trọng là bản là đáp là tuyệt vời à, bắt trọng bắt phúc thủ tướng phạm minh chính luôn là tuyệt vời trên cả tuyệt vời nhưng cũng không cứu được cậu cái tội nhiều chuyện ở việt nam nó nặng lắm à, cái tội tám việt nam nó nặng lắm cô chú và anh chị em đó là báo tin liên quan đến cô hàng của ngày hôm nay một bản tin quan trọng à, mà ở tại việt nam đó là cái ấn vàng của thời vua Bảo Đại đang đấu giá ở tại đất nước Pháp hiện bây giờ cái ứng vàng các vị cũng biết là thời vua Bảo Đại thì lúc đó có nhiều sự việc biến cố xảy ra tại đất nước Việt Nam có nhiều cái uh, sử tích của đất nước Việt Nam bị nước ngoài người ta lấy à, nhiều lắm nhiều lắm à, thì hiện bây giờ thì cái ứng vàng đấu giá thì hiện bây giờ Chánh phủ Việt Nam muốn mua lại thì uh, cái người bán đó họ ưu đãi cho Chánh quyền của Việt Nam nên họ tạm thời quản cái ngày đấu giá để cho Việt Nam đưa ra cái giá hợp lý. Nếu chính quyền của Việt Nam đưa ra cái giá hợp lý, họ sẽ bán cái ấn ấn dấu ấn dấu của vua Bảo Đại cho đất nước Việt Nam. Và cái giá khởi đầu của đấu giá cấn cấn vàng là từ 2 đến 3 triệu euro. Và cái giá Việt Nam đưa ra phải làm sao hợp lý thì họ mới bán cho ưu tiên cho Việt Nam. Còn nếu không phải đưa lên cái sàn đấu giá thì cái này của chú anh chị em cũng biết là một cái di tích lịch sử và nó rất là quan trọng cái văn hóa đất nước việt nam à, chánh phủ việt nam thì không phải là không có tiền đối với nguyên là chánh phủ việt nam nên hãy mua lại mua lại để cho con cháu nó biết là thời vua bảo đại nó như thế nào cái ấn vàng nó ra sao vì cái đó nó quan trọng lắm đó là ngày xưa mà biết mình coi phim tàu mà cái ai mà có cái đó là trở thành vua đó mà à, nó khá là quan trọng À, mà để nguyên không biết là chính phủ Việt Nam có đồng ý bỏ một số tiền mua không hiện bây giờ người ta ưu đãi cho chính phủ Việt Nam họ cho Việt Nam trong vòng dài ngày họ đúng ra là đấu giá rồi họ tạm ngừng dài ngày để ưu đãi cho Việt Nam ưu đãi cho Việt Nam cô chú và anh chị em ưu đãi cho Việt Nam đưa ra cái số tiền hợp lý để họ bán cho họ không đấu giá chúng ta sẽ chờ xem mấy ngày nữa chánh quyền của Việt Nam có đồng ý bỏ tiền mua hay không À, tại bởi vì nói về di tích lịch sử thì Việt Nam chúng ta không mặn mà cho lắm Người nó thẳng luôn Việt Nam chúng ta không mặn mà cho lắm Nếu các quý vị nào ở miền Trung Thì các quý vị sẽ biết rõ hơn nguyên Biết bao nhiêu đền vua Biết bao nhiêu những cái đền tướng lãnh Bây giờ cỏ nó mập lum sơ bùm Nhìn nó ghê tởm Cái nơi bị hiện bây giờ là cái nơi nó dơ giấy khủng khiếp luôn Không bao giờ thấy ai tu sửa hết Không giờ ai tu sửa cả Và cái đó là những cái di tích lịch sử vô cùng quan trọng Mà với cái chánh quyền Việt Nam thì không quan trọng quan trọng là cái lăng bác kìa lăng bác là nó phải bóng lăng bác là phải lóng vì ở bác là phải liếm mà liếm bóng luôn <laughs> lăng bác thì lúc nào nó cũng phải bóng hết còn mà tổ tiên rồi vua chúa rồi cái này cái kia ui, không quan trọng lịch sử là chuyện nhỏ tao chỉ biết lịch sử cộng sản thôi còn quá khứ không quan trọng quan trọng là cái lăng bác nó phải láng bóng nó phải liếm liếm bô mà nó quen liếm liếm phải bóng mới được thì đảng cộng sản việt nam không chú tâm về lịch sử dân tộc chỉ có chú tâm về lịch sử cộng sản cái điều đó là thật phần lớn là các cái vị học ở trường học là dạy lịch sử của bắc hồ không à, hôm qua em mơ gặp bắc hồ ha đó là bản tin liên quan đến vấn đề ấn dấu và bây giờ một bản tin cuối cùng và bản tin quan trọng nhất là một bản tin hay nhất mà nguyên cảm giác là cần nên chia sẻ đó là đại biểu ở Cà Mau có một lời phát biểu cực kỳ là hay. Ở tại đại biểu Cà Mau, ông đại biểu Cà Mau, ông ta nói rằng là tôi thấy á, mình kêu là thảo luận quốc hội. Nhưng mà chúng ta không thảo luận cái móc xì gì cả. Mạnh người đọc lên một cái miếng giấy. Ông nói giờ, ở, ông nói rằng là tôi thấy chúng ta hãy nên thay đổi cái vấn đề thảo luận của chúng ta. Vì thảo luận của quốc hội là chúng ta phải thảo luận một cái chủ đề nào đó còn cái này là mỗi bà mỗi ông đọc lên một miếng giấy abc đọc cho đã người ta có nghe hay không nghe cũng không cần biết rồi cứ đọc hết bổn phận của mình thì ngồi xuống thì tới cái ông kia đứng lên và ông đại biểu quốc hội cà mau ông ta nói rằng chúng ta phải thay đổi phương pháp và chúng ta phải giống như những người tây phương người ta kêu là deba có nghĩa là người ta tranh cãi về một cái vấn đề nào đó người ta thảo luận theo từng nhóm và ông ta phân tích nó có ba lợi sau đây lợi thứ nhất là chúng ta tập trung vào một hay hai chủ đề và chúng ta thảo luận trước đó qua những nhóm nhỏ của chúng ta về cái đề tài và chúng ta lấy ra những đề tài nào quan trọng cho đất nước và chúng ta thảo luận trên quốc hội đó là một việc thứ hai nó tập cho những dân biểu có cái cái là hùng miệng tranh cãi vì chúng ta là những nhà chính trị thứ ba là là sự quyết định của chúng ta nó hợp lý và nó đúng để cái tình hình của đất nước và cả nó được minh bạch và để cho người dân người ta nhìn thấy rõ và ta không nhàm chán chứ ông nói là chính bản thân của tôi nè tôi nghe không tôi còn chán huống chi dân mà thực tế mà các cô chú anh chị em có thấy mà đại biểu quốc hội việt nam không cứ là tới tới buổi họp cái là ông ông bà nào cũng cầm miếng giấy hết cái lên đứng lên đọc à, đọc đọc nói nói rồi đi xuống rồi thôi cái ông khác đứng lên đọc rồi không có cái gì hết nó không có một cái chủ đề Ông nói bây giờ đó các quý vị cứ đưa ra đầu tiên á, Là mình họp sơ bộ Mình lấy ra thí dụ là nó là Một ngàn cái ý kiến đi, một ngàn cái vấn đề đi Mình lựa ra 10 vấn đề quan trọng Rồi mình có một ngày mình tranh cãi về vấn đề này Mình mổ xẻ cái vấn đề này Mình tranh cãi lẫn nhau Vì cái vấn đề này giải quyết cái vấn đề này như thế nào Còn bây giờ mỗi ai mới nói đọc Mạnh ai nó lo Rồi cuối cùng không có ca cái gì hết Thì thực tế Việt Nam là như vậy thì hiện bây giờ ông quốc ông nguyên thấy cái ý kiến này ông, ông hay ông đúng vì ổng là những người họ tiếp thu cái văn minh Mà giống như ổng vậy thì biết mình nói sao Ôi ông này hướng ngoại rồi Ôi trời ơi cha này hướng ngoại rồi Dân biểu Cà Mau nó hướng ngoại rồi Nó ý nó Cà Mau nó xa Việt Nam mà hả <laughs> Ôi trời ơi nó ý nó tuốt ở dưới Bây giờ nó hướng ngoại rồi Ở chính trị nước ngoài là chuyện của người ta chứ Của chúng ta là nó làm như vậy rồi Đó Việt Nam sẽ có mấy ông sẽ lên nói như thế chỉ trích liền là mấy ông này là hướng ngoại bắt trước copy bắt trước theo Tây Phương để làm gì mình là như vậy đó ờ, cái đảng của mình là quyết định như vậy mày tưởng mày ở tuốt ở Cà Mau là mày xa Việt Nam rồi mày hướng ngoại mày bảo đảm như các quý vị có những sự ý kiến mà mình thấy rằng là vì chúng ta kêu là một cái sự việc mà kêu thảo luận mà thảo luận là chúng ta phải cùng một cái đề tài và chúng ta mổ xẻ cái người này đưa ý kiến cái người ta à, tôi thấy không hay cái này phải bổ sung như cái này còn cái này mạnh ai nói đọc Giống như đọc cái bài gì đó, lên là blablabla, hết. Tới, ông kia, ông bà nọ cứ đọc như vậy mà cuối cùng đọc khỏi không ai nhớ gì đâu. Nên là cái lời phát biểu của đại biểu ở tại Cà Mau nguyên đánh giá cao. Nguyên đánh giá cao. Và đất nước Việt Nam phải có những bài tranh cãi như vậy. Chúng ta tranh luận về một cái vấn đề quan trọng của đất nước chúng ta tranh luận về vấn đề đầu tư chúng ta tranh luận về vấn đề này tình hình của đất nước những cái sự việc mà người dân họ quan tâm và nhiều đại biểu quốc hội phải đưa những quan điểm và cạnh tranh về vấn đề này và đưa được sự phơi bày mà người nghe người ta cũng không có chán à, người nghe người ta cũng không chán và có thể giải quyết được cái mâu thuẫn và vấn đề còn những lời phát biểu vừa qua của những nhà đại biểu quốc hội thì phát biểu cho nó có rồi không à, có nghĩa là mình có trách nhiệm lên đọc bài của mình sau cái bài đọc của mình là xong rồi đó trách nhiệm xong khỏe lãnh lương à, không còn có cần gì làm gì nữa và cái điều đó nó mất thời gian nó không hữu hiệu và người người nghe chán người dân nghe chán mà cả luôn mấy ông Chánh trị cũng chán nên cái bộ máy tránh trị của Quốc hội phải cải cách thứ hai Quốc hội phải có quyền lực quốc hội Việt Nam chẳng có quyền lực gì hết Quốc hội Việt Nam nó thật nó nhục lắm nghe cái chữ quốc hội nghe nó nghe nó quy mô chứ nó không quyền lực gì cả. Quốc hội không qua bằng bác cái đảng. Quốc hội tất cả sự quyết định nó không nằm ở trong quốc hội mà nó nằm ở trong tại Bắc trọng, Bắc phúc, thủ tướng Phạm Minh Chính, à, Bắc Vương Đình Huệ và ông Tô Lâm. Nó nằm trong mấy cái người đó nên là thực tế là mình nghe cái chữ quốc hội mình nghe nó quy mô nó nghe nó lớn lắm nhưng mà thực tế cô chú anh chị em nó là bù nhìn thôi. Những cái đề nghị của quốc hội có được bao nhiêu đề nghị mà được thông qua những cái lên án của quốc hội về vấn đề này vấn đề kia được bao nhiêu thông qua nghe nói cho nó có để cho nó cái hình thức là đất nước việt nam chúng ta có quốc hội quốc hội có nghe là có dân biểu bầu nhưng mà thực tế thì tất cả sự quyết định nó nằm trong trọn vẹn chỉ có mấy người việt nam lãnh tụ đặc biệt là nằm trong tay của bác trọng đàn em của bác trọng là bác tô lâm à vậy thôi bác trọng muốn làm cái gì thì đưa ra bác ông tô lâm kêu Lô tô lâm phải giải quyết mặt trắng hay mặt đen gì là cứ đưa bộ công an ra là nó giải quyết hết à, cứ vậy thôi còn thực tế là tất cả quyền lực nó không có nằm ở trong quốc hội ở tại nước ngoài quốc hội người ta quyền lực vô cùng các cái vị thấy bà chủ tịch hạ viện thế là các cái vị sẽ hiểu rõ thấy bà chủ tịch hạ viện nancy thì các cái vị biết là cái quốc hội nó lớn mạnh cỡ nào và quốc hội là Tất cả quyền lực của chính phủ là quốc hội đã chiếm gần 65%, tổng thống chỉ có mấy phần trăm thôi. Vì khi quốc hội thông qua là tổng thống không được quyền từ chối. Vì quốc hội đại diện cho dân. Tổng thống quyết định quốc hội có thể từ chối, nhưng mà khi quốc hội đã thông qua rồi tổng thống không được quyền từ chối. Và cái điều đó nó là cần thiết. Vì cái quốc hội nó có nhiều người, nó có cần nhiều chức xám nó cần nhiều chức xám còn nhà lãnh tụ có một người hay hai người và cái chức xám chúng ta đều biết uh, khả năng nhà lãnh tụ của chúng ta rồi mà gia in việt nam mà gia in việt nam. chúng ta biết khả năng và trình độ và sức khỏe của nhà lãnh tụ của chúng ta rồi để chơi chúng tôi bay tôi bay đỡ tao tụ, bay chúng ta biết hết rồi nên là chúng ta phải hiểu rằng là nếu tất cả sự quyết định nó nằm trong một số nhỏ người Nó sẽ không thể nào đưa một cái quyết định chính xác và tỉ mỉ và hay được cả Phải cần một số lượng đông người, đặc biệt là quốc hội là cái nơi nhiều người, nhiều chức xám, nhiều bộ não Và sự quyết định của họ phải là tối đa quyền lực Một ngày nào Việt Nam chúng ta quốc hội có quyền lực thực tế thì quốc hội mới có power Bây giờ Việt Nam quốc hội giống như là bù nhìn thôi nên là cái ý kiến của đại biểu ở tại Cà Mau Nguyên thấy hay mà Việt Nam có áp dụng hay không thì Nguyên nghĩ không Nguyên nghĩ không à, Nguyên nghĩ không Thứ nhất là họ sẽ không đồng ý Vì họ thích là đi cái lối mòn cũ họ sẽ không bao giờ muốn thay đổi Thứ hai họ cũng không đủ khả năng hùng miệng Họ chỉ thích đọc bài giống như con nhái cứ đọc đi đọc lại thôi Đọc xong bỏ xuống À, và họ không muốn đem những cái vấn đề xã hội đất nước Việt Nam khó khăn ra tranh cãi vì nếu càng mổ xẻ chừng nào thì họ sẽ đối đầu với cái sự việc phơi bày ra sự thật càng nhiều chừng ấy nên họ sẽ không đồng ý điều này nên là cái ý kiến của đại biểu quốc hội Cà Mau cực kỳ là hay nhưng Nguyên tin rằng sẽ không có thực thi để Nguyên mong là Nguyên sai nha Nguyên mong là Nguyên sai có những thứ mà mình mong mình sai các vị à, mình mong mình sai Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Cảm ơn các quý vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua những bản tin hot đó đây khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn những mạnh thường quân yêu mến chương trình, đóng góp chương trình, tặng cho Nguyên những món quà nho nhỏ. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị. Và cho Nguyên tạm ngừng chương trình ở đây, Nguyên sẽ quay trở lại chương trình của ngày mai. Bye bye của chú anh chị em. con có thể lặng lẽ nhớ đến mẹ khi đọc một bài thơ trong hàng vạn bài thơ viết về mẹ nhưng sao con không thể con có thể ngồi yên Nghĩ đến mẹ khi nghe một bài ca Trong hàng ngàn bài hát Ca ngợi mẹ Nhưng sao con không thể Cuộc đời mẹ nổi trôi Theo vận ước Như đời người vợ linh ta theo chân, bao lần trắng tay, bao lần chạy giặc một đàn con ngộ nghĩnh thân, chăm bài thơ mẹ viết, chạy dài theo bước mẹ mẹ không thể than van số kiếp mà có khi còn thách thức treo gan mẹ ơi bây giờ không còn mẹ còn mới biết tại sao con không thể khi khoảng cách đã trở thành vô tận khi đêm mù đã không còn cần thiết thì những lời này những lời này đã trở thành lễ vật của con con có thể lặng thinh quỳ gối cuối nhà thơ đọc một lời kinh như một người thành tâm siêng năng cầu nguyện nhưng sao con không thể con có thể bình an với gia đình bên những bao người ước mơ và chờ đợi nhưng sao con không thể mẹ dạy con những gì mình quý giá không thể có nếu chỉ xin cho mẹ dạy con khi muôn người khốn khó con phải làm gì cho xứng đáng lương tâm Trăm bài thơ mẹ viết chưa bao giờ mẹ thiếu niềm tin Mẹ chỉ tiếc nuôi không đủ sức làm được gì khi đất nước đau thương Mẹ chỉ tiếc nuối không đủ sức Được một lần nhìn đất nước qua cơn mẹ ơi bây giờ không còn mẹ con mới biết tại sao con không thể đất nước hôm nay còn nhiều dấu bể và con con chỉ còn một lời thề một lời thề cho mẹ vua con mẹ ơi bây giờ không còn mẹ con mới biết tại sao con không thể con chỉ có lời này chỉ lời này